về sản phẩm Thunder One Basic. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp chiếc Thunder One Pro Basic này ra cho các bạn xem ha. Đây, đây là bộ sản phẩm. Nó gồm một hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, chai dầu và chổi. Rồi, đây là chiếc Thunder chính. Chiếc Thunder chính được sản xuất khá là sắc nét, nhìn một màu trắng vỏ và phía sau nó là một màu đen bóng. Lưỡi này lưỡi bằng thép, bằng hợp kim rất là tốt. Lưỡi của Mỹ thì các bạn biết rồi, đây là chiếc Thunder sản xuất cho nội địa của Mỹ, cho đó nên nó sẽ sử dụng điện 110V. Đi kèm theo với cái bộ Thunder này là các cái cử tông, 4 cái cử được đi kèm. Đây là cử 10mm, hai cử này cử lớn hơn 13mm, và hai cử nhỏ nó là 6mm và 3mm. Thì là nó gồm 4 cái cử 3, 6, 10 và 13 đi kèm theo, cộng với một chiếc lược. Đây, chiếc lược quen thuộc của anh. Bộ này được đóng siêu bằng siêu nhựa, nhìn cũng khá là đẹp. Chiếc Thunder này thì các bạn sẽ thấy rằng nó sử dụng điện là trực tiếp 110V. Do đó nên là khi sử dụng tại Việt Nam, mình sẽ qua một cái bộ chuyển áp. Thì bộ chuyển này bên mình khi mua cái Thunder này tại bên mình chỉ có tại one.vn, các bạn sẽ được tặng free một cái bộ chuyển điện trị giá đến 250.000 để sử dụng chung với một chiếc Thunder One Pro Basic này. Ngoài ra nếu như mà các bạn không muốn sử dụng bộ chuyển điện thì hãy báo cho bên mình sẽ chuyển cái điện từ 110 thành 220V, hoạt động sẽ êm ái, mạnh mẽ hơn, nhưng free. Free cho những ai mua chiếc Thunder này tại one.vn thôi. Thì mình nhìn sơ lược về cái chiếc Thunder này. Bộ lưỡi, ở trên lưỡi của nó được in OneUSA, hợp kim rất là trắng. Ở đây thì nó sẽ in cái công suất nguồn điện 110V, công suất là 10W, tần số rung của nó là 60Hz. Thì cái nguồn điện này thì mình sẽ cần một cái bộ chuyển mới sử dụng được tại Việt Nam. Bên này là một công tắc bật xuống, bật lên. Bên đây là nút điều chỉnh lưỡi, nút treo và dây điện. Dây điện của Thunder One Mỹ thì thiết kế khá là chắc chắn. Đây các bạn thấy dây điện rất là to, tròn. Thì đây là bộ sản phẩm của chiếc Thunder One Pro Basic, gồm những cái linh phụ kiện đi kèm như thế này. Thì khi mua hàng thì các bạn sẽ chú ý một xíu về các cái linh kiện này, nó sẽ đầy đủ theo như một nguyên bộ như vậy, và Thunder rất là mới, rất là đẹp. Thì các bạn cần thêm thông tin về chiếc Thunder này thì hãy comment ở bên dưới video này, thì bên mình sẽ trả lời những cái thắc mắc và hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể test chiếc Thunder này tại hệ thống cửa hàng của one.vn là 62 Nguyễn Phường 9 quận 3, 1028 Tha Vạn Cân, Linh Chiểu quận Thủ Đức, hoặc là 995 Âu Cơ quận Tân Phú. Xin cảm ơn các bạn.